Em là bad girl, thường đi chơi khuya. Em thì bay lắc, người tầng hơi bia. Chụp hình du đích, phải thích selfie. Quay tới đại gia, thích đến LV. Anh là chàng quen từ trong nhà đến ngoài ngõ. Là MC mê bởi vì có cái tài nhỏ. Một chiếc váy ngắn từ từ bước vào trong ba. Thì em đốt để em bay và không có dân ngoài cõi. Anh biết em là thiên thần. Còn anh chỉ là học sinh chuyên cần. Duyên trong tim em luôn có tên anh. Không ai bên em, thì cái bên anh nó không thích. Vì nhà trước 10 giờ đêm, em nói mình cô đơn luôn có sẵn để chờ em. Em nói là người thì không có quyền yêu. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Ăn chơi ngoài đường không thể cháy nắng. Chỉ cần có tiền em không phân bì. You are bad girl, you like money. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Ăn chơi ngoài đường không thể cháy nắng. Chỉ cần có tiền em không phân bì. You are bad girl, you like money. Em thử sẽ phải đợi năm 15 giờ hàng trắng. Sau đó cuộc đời em phải chạy qua muôn vàng đắng. Bé bàn thắng khi mà em bước vào tình trường. Và hàng tháng với chục thằng là điều bình thường. Em cảm thấy hối hận rồi bật khóc trên giường ngủ. Sau đó lại trở về như là người quen đường cũ. Em nói là đời chẳng có gì để lo. Bởi vì em là em trong những lần phê cỏ.